Xin chào tất cả các bạn đến với môn tin học chúng ta hôm nay. Mời các bạn vào chủ đề mới. Chủ đề làm quen phần mềm Ben. Ở chủ đề này các bạn sẽ thao tác lại cách tắt mở phần mềm Ben và thực hiện thao tác phóng to, thu nhỏ, vẽ trên Ben. Hoạt động 1. Những điều em đã học. Hoạt động này các bạn hãy điền cho thầy khởi động và thoát chương trình vào ở hình này. Thầy mời các bạn cùng làm. À đúng rồi, ở hình này thì các bạn sẽ điền vào khởi động hay là thoát ạ. Đây là hình khởi động, có nghĩa là chúng ta lít chuột trái vào biểu tượng Ben. Sau đó chúng ta nhấn phím Enter, như vậy chúng ta sẽ khởi động hoặc là mở phần mềm Ben ra. Tiếp theo, ở hình này khi chúng ta lít chuột trái vào biểu tượng có dấu X như vậy thì đây là thoát chương trình nha các bạn. Khi chúng ta lít chuột trái vào dấu X, chúng ta sẽ thoát chương trình. Ngoài ra chúng ta sẽ có ở đây số 2 và ở tô đậm ở chuột trái này, có nghĩa là chúng ta lít chuột trái 2 lần liên tục, có nghĩa là khởi động. Các bạn hãy lưu ý lại nha, ở đây số 2 có nghĩa là chúng ta lít chuột trái 2 lần liên tục vào phần biểu tượng Ben là chúng ta sẽ khởi động được phần mềm Ben. Tiếp theo, ở đây chúng ta bấm vào biểu tượng này, sau đó chọn Exit, có nghĩa là chúng ta thoát chương trình, tương tự như là chúng ta bấm dấu X. Được chưa? Như vậy chúng ta sẽ có hai cách khởi động và hai cách thoát chương trình. Tiếp theo, ở phần giao diện này, tên gọi và phần cửa sổ Ben. Ở đây chúng ta sẽ có thanh menu. Đây, thanh menu sẽ gồm có như thẻ Home và thẻ View. Được chưa ạ? Và thanh tiêu đề này, thanh tiêu đề có nghĩa là chúng ta sẽ đặt tên cho cái phần bài vẽ của chúng ta. Và đây là thanh công cụ. Thanh công cụ chúng ta sẽ gồm có rất là nhiều công cụ ở đây. Đây được gọi là thanh công cụ. Ở lớp 1 chúng ta đã học rồi nha các bạn. Ở đây là cuộn dọc. Đây, cuộn dọc ở đây là chúng ta để kéo lên kéo xuống. Và ở đây là cuộn ngang, dùng để kéo qua trái hoặc là qua phải. Để mở một tập tin thì chúng ta làm theo thứ tự như sau. 1. Chúng ta sẽ lít vào biểu tượng có biểu tượng chữ xuống. Sau đó các bạn hãy bấm chữ Open. Tiếp theo, chúng ta sẽ bấm vào biểu tượng hình cần muốn mở và chúng ta sẽ bấm chữ Open lại. Như vậy, chúng ta sẽ được mở ra một tập tin hình. Hãy nói các công dụng và tương ứng với nhau. Rectangular Select. Đây là công cụ chọn hình chữ nhật. Và Freedom Select có nghĩa là công cụ chọn hình tự do. Các bạn hãy lưu ý và làm vào trong sách cho thầy nha. Tiếp theo, hãy nói các tên công cụ tương ứng. Ở đây, đây là bình màu dùng để tô màu, có tên gọi là Fill with Color. Bình màu dùng để tô màu nha các bạn. Đây là Eraser, đây là cục gôm dùng để xóa. Color Picker này là dùng để sao chép màu. Đây, cái này dùng để sao chép màu nha. Đây là những cái mẫu vẽ. Đây là mẫu vẽ đường thẳng có tên là line. Vẽ hình tròn chúng ta sẽ có tên là oval. Và vẽ hình vuông hay hình chữ nhật chúng ta có tên là rectangular. Và hình tam giác có tên là triangle. Và hình ngôi sao là 5 point star. Được chưa nha các bạn? Các bạn hãy lưu ý nhớ làm vào trong sách giáo khoa cho thầy nha, trang số 28. Chúng ta sẽ qua hoạt động thực hành. Tại đây các bạn hãy chọn những công cụ nào để chúng ta vẽ hình ngôi nhà. Được chưa ạ? Và các bước để vẽ hình ngôi nhà như sau. Bước 1, chúng ta sẽ vẽ hình tam giác. Bước 2, tiếp theo chúng ta sẽ vẽ hình chữ nhật để vẽ khung hường. Bước 3, chúng ta sẽ vẽ cửa. Và bước 4, chúng ta vẽ cửa sổ. Bước 5, chúng ta sẽ vẽ ống khói. Và bước 6, chúng ta vẽ khói. Đây, được chưa ạ?
Bước 6, về khói. Bước 7, chúng ta sẽ trang trí thêm những ngôi sao, và bước 8, chúng ta sẽ tô màu. Như vậy, ở nhà các bạn nên chúng ta mở phần mềm Paint ra và chúng ta sẽ thực hành theo từng bước như vậy cho thầy nha. Để củng cố, ngoài ra các bạn hãy khám phá cho thầy khi chúng ta nhấp chọn vào công cụ Manifold. Đây là thanh công cụ kính lúp. Như vậy khi nhấp chuột trái vào hình thì chúng ta thấy cái gì, và khi nhấp chuột phải vào hình chúng ta thấy cái gì? Đúng rồi, khi nhấp vào kính lúp có hai công dụng. Thứ nhất, nhấp chuột trái có nghĩa là phóng to hình, và nhấp chuột phải là thu nhỏ hình. Công dụng này giúp chúng ta chỉnh sửa hình dễ dàng, được chưa ạ? Nếu muốn thoát chế độ này ra, chúng ta sẽ nhấp lại vào kính lúp một lần nữa là chúng ta thoát. Đây, nhấp chuột trái là phóng to hình và nhấp chuột phải là thu nhỏ hình. Câu hỏi ôn luyện. Em hãy cho biết biểu tượng này có tên là gì? Thầy mời các bạn. À, đúng rồi. Biểu tượng này có tên là Fluid Color. Câu số 2, chức năng của công cụ này là? Thầy mời các bạn. À, đúng rồi. Công cụ dùng để vẽ hình chữ nhật. Câu 3, muốn phóng to thu nhỏ, em chọn công cụ nào? À, đúng rồi. Đáp án chúng ta đó là câu A. Như vậy, bài học chúng ta đến đây kết thúc. Các bạn hãy nhớ về thực hành vẽ ngôi nhà cho thầy nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.